Đây là chiếc siêu xe nhá, chỉ có hai cánh cửa thôi. Và máy của chiếc xe này hết sức đặc biệt là nó được làm dọc nhá. Và nó được sử dụng cầu sau, có nghĩa là nó truyền tải ở cái bánh sau này chứ không phải là bánh trước các bác nhá. Rất hay như vậy. Chỉ có hai cửa như thế này thôi này. Đấy, siêu xe nhưng mà giá của chiếc xe này thì nó lại còn rẻ hơn Morning và nó lại rẻ hơn cả i10 nữa các bác ạ. Rẻ chưa? Các bác thấy thế đã rẻ cho một chiếc xe siêu xe này chưa? Đây, đây là phần đầu của nó nhá. Xe thì đẹp rồi, xe thì chất rồi, và nhìn thì ngầu rồi. Đấy, các thứ các bác mình không thể tưởng tượng được là một con xe đẹp như thế này, chất như thế này, và nó lại hầm hố kiểu cách nó đẹp như thế này mà giá nó lại rẻ như vậy. Đấy, nhiều người không tin được phải không ạ? Nhiều người biết thì không sao, nhưng mà nếu mà ai mà không biết, đi ra ngoài đường kia thôi, lăn bánh sử dụng đi ra ngoài đường kia thôi, thì nhiều người hết sức là ngỡ ngàng, đúng không ạ? Nhiều người ở dưới vùng nông thôn, vùng quê đấy, mà nhiều người đấy ạ cũng đã mua được chiếc xe này, và bên em bán về đấy, bán về những cái vùng quê, những cái dòng xe này rất là nhiều nhá. Đi ra đường thì nhiều người không biết được là bao nhiêu tiền đâu. Đấy, lại cứ tưởng là đi những mẫu xe này là phải là những người nhiều tiền lắm, nhiều tiền vừa, đúng không ạ? Nhiều người nghèo hơn là nghèo cũng mua được xe này. Về quê thì làm cho rất là nhiều người phải trầm trồ, các bạn. Rồi, đây, đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe mà em đang quay cho mình nhá. Đấy, đầu xuân năm mới thì em nên một con siêu xe cho mình luôn. Đấy, bên em đang có một đôi nha các bác. Đấy, một đôi, đều là giá ok nhất, đều là giá yêu nhất cho mình, để mình dễ mua, dễ vào việc nha. Đấy, nội thất của nó quá đẹp luôn rồi. Trang bị thì da và nhựa, những cái phần các nó kết cấu tạo thành cái chiếc xe này. Đấy, đã có màn hình. Đây, em quay cho mình nhá. Đấy, màn hình này bác nào mà không thích màn hình này, mình chuyển màn hình khác cũng là ok luôn. Và chỗ này thì nó có cái điều hòa ô tô này, những công tắc phím bấm hệ thống điều hòa ô tô đây. Đấy, và có đề khóa thông minh start stop được nằm ở cái vị trí này. Và có đây các bác nhìn xem này, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp. Đây cũng có túi khí nữa các bác nhá. Tất cả cột đều có túi khí an toàn. Và đây có cửa sổ trời luôn cho mình này, cửa sổ trời luôn nhá. Đấy, ghế da của xe rất mới nhá. Ghế da của xe còn rất đẹp, rất mới nhá. Đấy, túi khí an toàn đây. Đây các bác nhá, chỗ này của nó được thiết kế bằng chất liệu da. Đấy, những chiếc xe tiền tỷ ngày xưa người ta thiết kế bao giờ nó cũng sẽ là sang và đặc biệt. Một mẫu xe Hyundai các bác nhá, đến từ thương hiệu của Hàn Quốc và nhập khẩu nguyên con nguyên chiếc. Đấy, mang tên là Galaxy. Vâng, nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Máy động cơ của xe là 2.0 turbo, rất khỏe nhưng mà lại là tiết kiệm các bác nhá, lại tiết kiệm, tiết kiệm xăng chỉ dưới 10 lít trên 100 km thôi. Đấy, vâng, đây các bác nhìn xem cái phần hình thể form dáng bên ngoài của mẫu xe thể thao siêu xe này của em. Các bác nhìn xem này, chất chưa? Đấy, đậm chất thể thao luôn. Có rất nhiều những cái body kit được làm ở xung quanh và có đuôi gió rất đàng hoàng. Bô được thiết kế nào có một đôi bô luôn, gọi là bô kép, đôi bô luôn nhá. Đấy, camera đầy đủ này. Hồ sơ cầm tay rồi, mua về bấm biển ngay thôi. Bên em hỗ trợ làm biển chính tên cho mình luôn các bác nhá. Mua về các bác mình cũng không cần phải làm gì nhá. Cứ thế mình đổ xăng là mình vi vu thôi. Đấy, đi trong cái dịp đầu xuân này thì chiếc xe này quá là ok đúng không ạ? Hình tượng lên thì sự là rất là cao. Đấy, hình tượng lên rất là cao. Loại này thì nó lành thôi các bác nhá, không như là một số những dòng xe Đức đâu. Dòng này nó lành lắm. Dòng xe Hàn Quốc này nó lành cực kỳ luôn. Đấy, và con này của em thì nó là bản đủ nhá. Nó sẽ có trang bị là ghế điện này, ghế điện này. Đấy, rồi đây các bác nhìn xem có chống trơn, chống trượt đầy đủ này. Đấy, km của chiếc xe thì chưa tới 10 vạn nhưng mà 8 vạn 3 km thôi các bác nhá. Các bác nhìn đây này. Đấy, quay cho mình xem đây này. Đấy, đây. Km đây. Ok chưa? Đấy, và ở đây có gương kính điều chỉnh điện nằm toàn bộ ở đây, có cục gương tự động nữa, loa đây đã được độ này. Loa đã độ là loa cực hay luôn, cốp mở điện, xăng mở điện đồng hoàng đây. Đấy, một chiếc xe thực sự là rất là chất, quá là đáng đồng tiền bát gạo để mình sử dụng. Vâng, đấy. Bên ngoài thì có chống trơn chống trượt đầy đủ mà các bác nhìn xem, la răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS đầy đủ bốn bánh, đèn bi cầu nó cực kỳ là sáng, nó siêu sáng luôn. Và kính này nha, nó không có viền nhá, các bác nhìn xem này, kính này nó không có viền đâu. Đấy, toàn kính không. Khi hạ xuống đây, đây các bác hạ xuống cho mình xem này. Hạ xuống nhá. Đây. Đấy, kính một chạm auto luôn.
Đấy, hạ xuống thì nó như thế này. Đặc biệt chất đúng không ạ? Rất hay, có cục gương, có sinh nhan báo rẽ trên gương. Có nút bấm từ một chạm nằm tay nắm cửa đây, sinh nhan báo rẽ nằm trên gương đây. Kính bọc dán xung quanh rồi các bác nhá. Đèn bi thì sáng luôn và máy em đang nổ nhá. Xe đang nổ máy đấy ạ, nổ rất êm luôn. Và chiếc xe này có bô nhá, bô thể thao đấy ạ. Ga rầm rú nha. Như siêu xe thật các bạn. Đấy. Nói chung là nó là hai cánh cửa và nó ngầm ngố như này, hầm hố này thì nó là siêu xe rồi đúng không ạ? Nó là siêu xe rồi nhưng mà nó lại là siêu xe giá rẻ nhá. Đấy. Siêu xe nhưng mà giá siêu rẻ. Rẻ hơn Morning, rẻ hơn i10. Rẻ như mẫu như những mẫu xe mà gọi xe taxi chạy ngoài đường thôi mà mình mua được hắn con này thì tội gì đúng không ạ? Tội gì phải mua những con xe kia. Đấy, nếu mà mình đi gia đình. Đấy, các bác nhá. Kể cả các bác mua xe này về mình đi làm đám cưới hay làm xe hoa. Đấy, làm dịch vụ gì đó thì đây là một trong những chiếc xe quá là ok. Các bác mình có thể là lấy được cả cao hơn những con xe khác các bác nhá. Lấy phí cao hơn bình thường. Đấy. Vâng. Liên hệ để có một mức giá tốt nhất cho mẫu xe này các bác nhá. Đấy, mẫu này thì bên em vẫn bán thường thường bán ở trên dưới 300, thường thường là như thế, những con mà nó chất nó là trên 300 các bác nhá. Bác mình alo đi. Em chốt, em bớt, em tính giá, em làm sao để giá tốt nhất cho toàn thể các bác mình vào việc làm sao dễ dàng nhất các bác nhá. Quan trọng các bác mình thích cũng đã, các bác mình có ưng mẫu này, có đúng chân mẫu này cũng đã, đúng không ạ? Nếu đúng chân là sẽ mua được nhá. Em còn nhiều xe các bác ơi, nhấn theo dõi, nhấn follow, nhấn đăng ký để xem thêm video mới nhá. Nhấn like, nhấn tim, nhấn chia sẻ để xem thêm video khác nhá. Em cảm ơn các bác mình nhiều lắm luôn.